Hello, hello, chào mọi người, chào cả nhà ha. Đây một cái bộ nail rất là xinh, màu cưng lắm luôn mấy anh chị. Thì cái màu này là nằm trong collection là Sunset nha mấy anh chị ơi. Màu rất là xinh. Đó, cả nhà share giúp Christine nha. Thank you mọi người rất là nhiều luôn. Đây, màu cưng lắm. Đây là cái màu Sunset số 14 nha mấy anh chị. Cả nhà share giùm em nha. Đắp bột nè, cưng không? Rất là xinh. Thì mình sẽ đắp cái bột màu này ha. Thì cái màu này nằm trong collection Sunset, thì mình gồm có 3-in-1, nhưng mà hôm nay thì mình đắp cái bột màu, mình đắp nè, màu này đắp rất là xinh nha. Để zoom gần chút xíu nha mấy anh chị. Trước khi đi thì mấy anh chị cho một chút xíu nước giống vậy nè, và Christine đang sử dụng liquid chảy 100% nha mấy anh chị ha. Và khi sử dụng liquid chảy thì mình có một cái tờ giấy ở đây, tại vì liquid chảy thì nó làm cho cái bột của mình nó dẻo thêm và mình có thời gian để mà mình điều chỉnh. Đó, xong hết mấy anh chị để vô ha. Khi mình thả vô đè nhẹ chút xíu để cho cái bột nó bám vô phần mặt móng. Sau đó thì mình sẽ dùng cái cây cọ của mình, đầu cọ của mình đẩy bột lên cuticle cái đã. Đó, đây, đẩy bột lên hai bên góc. Tại vì bình thường thì mình thích đắp sát hơn. Đó, nên thành ra mình đẩy cho nó sát vô cái phần cuticle góc hai bên. Và ngay cái chỗ đường nối giữa móng thiệt móng dạ đây nè. Đó, mình dùng cái góc cọ mình đẩy nha. Đẩy trái, đẩy phải giống vậy. Rồi xong hai bên giữ bột ở bên trong chính giữa nhiều hơn nè ha. Trước khi là mình vuốt cái phần mặt móng thì mình chờ cho cái bột của mình nó dẻo chút xíu, thì mình sẽ ôm cái bột của mình vô trong đây hai bên. Rồi xong mình kéo cái bột của mình xuống tới phần đầu móng luôn. Thì cái phần đầu của móng của mình móng ngắn thôi, nên thành ra mình sẽ không cho nó bị dạ, không có dày lắm. Và bộ nail này thì mình cũng đắp vừa thôi, cũng không có phải là dày lắm ha. Tại móng cũng ngắn mà mấy anh chị, mình cho hơi khơi khơi nhẹ là được. Xong đè nhẹ ngay cái chỗ đầu móng đây. Xong bắt đầu mình cắt bột từ trên xuống. Đó, mấy chị thấy không? So xinh luôn. Mấy anh chị ơi, share giúp em nhé. Và collection Sunset này là gồm có 36 màu. Đặc biệt đây là những cái tông rất là natural và rất là tự nhiên. Thì anh chị có thể là mua tiệm xài rất là nhiều nha. Cái set này đã hầu như những khách hàng mua rồi cho review. Đó, khách vô là chọn cái tông này, những cái tông này thôi mấy anh chị. Xài xong hết là refill hũ lớn đều được nha. Và trong chương trình July 4 này sale thì cái set này giá của nó là 500, sale còn 450 đồng nha mấy anh chị. Nhanh tay nha mấy anh chị ơi. Hết ngày sale là hết deal nha. Hết ngày sale là mình hết cái deal này. Nên thành ra là anh chị mua thì mình trước cái show, trước cái những cái ngày deal này nha. Giữ bột ở bên trong nè mấy anh chị. Không, giữ bột ha. Đó, từ từ mình chăm sóc trước đã. Không, khi mà mình sử dụng liquid chảy á là nó làm cho cái bột của mình nó dẻo và mình có thời gian điều chỉnh cái phần cuticle của mình. Giữ bột ở bên trong. Nếu anh chị nào thao tác nhanh thì mình sử dụng liquid khô nhanh, hoặc là mình có thể pha cũng được luôn. Rồi, chăm sóc lại phần cuticle trước đã, trước khi là mình vuốt cái phần mặt móng ha. Tùy theo là mình có thời gian nhiều thì mình làm cái nào cũng được hết. Khi mà mình đã quen rồi, mấy anh chị là muốn làm cái gì trước cũng được hết á. Đó, vuốt cho cái bột của mình ra hẳn khỏi tới phần đầu móng luôn. Cái màu này rất là xinh nha mấy anh chị. Tại vì khi mà khách vô làm á, là đưa cái sample màu, khách chọn màu gì là mình làm màu đó. Đó, nên thành ra là cái collection là Sunset này rất là hay được chọn á mấy anh chị. Với lại cái set trong collection là OM á. Hello Hải Trần, hello mọi người. Và ngày 25-26 thì Christine cùng với công ty có một 2 ngày. Ngày 25-26 ha. 2 ngày thì Christine có mặt tại Lafayette cả. Có cái show IBS đó. Thì Christine hy vọng thì gặp anh chị trong show nha. Rồi, đẩy bột lên critical nhẹ nhàng ha mấy anh chị. Đó, vuốt bột xuống, đè nhẹ nè, thì bột của mình xuống và ra khỏi tới phần đầu móng luôn. Lúc mà nó bột mà nó còn ướt á mình chị, mình khoan vuốt nha, mình đa khoan vuốt
Hello, chào mọi người. Hello, hi everyone. Rồi vuốt bột ra khỏi tới phần đầu móng luôn. Xong bắt đầu mình cắt bột. Tại thường đa số là quỳ xin cắt bột cho nó khô. Khi mà cắt bột khô giống vậy thì nó sẽ không bị đùng lại. Màu đẹp không? Màu rất cân nha. Đắp xong mặt móng rất là mịn và rất là bóng nè mấy chị. Đó, mặt móng rất là bóng nha. Rồi, inside. Quên, mình cứ kêu để vô máy hoài luôn. Anh chị nào mà chưa có tự tin về cái phần đắp bột với lấy xếp thì mấy anh chị có thể đăng ký lớp của Christine cùng với Sang Phan ha. Tháng 7 thì Christine sẽ có lớp cơ bản. Cơ bản này dành cho anh chị nào mà mình chưa bao giờ đắp bột. Ngày 17, 18, 19, 20 thì anh chị nào chưa bao giờ đắp bột hoặc là anh chị đắp bột rồi nhưng mà mình không tự tin, tức là mình đã quên mất những cái phần cơ bản nhất, bắt đầu nhất, thì anh chị có thể đăng ký cái lớp này. Lớp này thì mình sẽ học 4 ngày, ngày 17, 18, 19, 20 tại Canro nha. Và anh chị nào mà mình muốn đi xa hơn, muốn chuyên sâu hơn thì mình có thể đăng ký lớp chuyên sâu của mình là ngày 12, 25, 26 tháng 7 nha mấy anh chị, sẽ rơi vào ngày thứ hai, thứ ba. Thì lớp nâng cao chuyên sâu thì xin tổ chức 2 ngày. Anh chị nào mà mình có đam mê hay là mình muốn nâng cao về cái phần kỹ thuật của mình hơn với những cái freestyle hay là bố cục design thì anh chị có thể đăng ký lớp nâng cao chuyên sâu nha. Thì cái lớp này thì nó sẽ đi chung về rất là nhiều môn để cho anh chị học xong cái là mình tự tin về những cái việc đi phần design liền luôn. Thì anh chị có thể đăng ký qua số phone 714-804-9818 nha mấy anh chị. Thì lớp sẽ được mở ra mỗi tháng tại Canon Road. Nên thành ra anh chị cứ lưu số phone đi, rồi xong cần nhân viên mình tư vấn hỗ trợ thì mấy anh chị có thể là nhắn vô cái phần công ty. Rồi, màu đẹp quá mấy anh chị ơi, rất là xinh. Đắp bột như vậy thì mình không có cần dụ nhiều mấy anh chị ha. Đắp bột là mình không cho bị mất xếp, mặt móng của mình nó mịn. Thì khi mà mình tới cái phần mà mình dụ xếp chạy máy nó sẽ hỗ trợ cho mình tiết kiệm thời gian rất là nhiều luôn. Và anh chị nào còn đang dụ máy mà nó không có vận hay là mình còn bị cách da hay này kia, tức là trong cái phần mà từ mỗi cái phần nó đều rất là quan trọng nha mấy anh chị. Không có cái phần nào mà nó không có quan trọng hết á. Nó đều hỗ trợ và tương trợ với nhau để cho mà mình tiết kiệm thời gian mà mình đi nhanh hơn. Và khi mà mình xong cái phần kỹ thuật được rồi, mấy anh chị chỉ là chạy tốc độ thôi. Đó, chạy tốc độ thôi ha. Rồi giữ bột ở bên trong, giữ bột trên này nè, để cho nó hơi khô chút xíu đã. Khi mà mình cảm nhận cái cục bột của mình á, là bằng cách là mình đẩy ha. Và nếu mà mình không có đẩy, mình chưa bị cảm nhận, có một cách nữa là mình nhìn. Và cái bột của mình dần trở nên nó mát nè, thì mấy anh chị vuốt bột không? Rồi bắt đầu mình vuốt. Còn khi mà nó bóng, ơi là nó bóng, là nó đang rất là ướt. Và lúc đó thì khoan vuốt. Tại vì đôi lúc thì cái lực của mỗi người nó khác nhau, thì mình sẽ vuốt cái bột của mình á, là nó đi hết đi. Thành ra là nó hay dễ bị lõm bột. Đó, nên là mình sẽ chờ cho cái bột nó khô chút đã, rồi mình mới bắt đầu vuốt, lấy bột ra. Thì như vậy thì cái xác suất mà nó mất bột thì nó sẽ hạn chế cho mình hơn. Ha, thấm vô tờ giấy cho nó bớt nước đi. Xong mình trợ cho nó bớt chảy ha. Đó, giữ bột ở bên trong chính giữa nhiều hơn nè. Vuốt cuticle cho nó mỏng hai bên. Giữ bột hai bên nha, để cho nó không bị mất xếp thôi. Rồi vuốt nhẹ lại, vuốt bột ra khỏi tới phần đầu móng. Đè phần đầu móng cho nó mỏng chút. Tại đầu móng mình không cần dày đâu, vừa thôi hai bên ha.
điều chỉnh lại phần cuticle. Chỗ này hơi thiếu chút, mình cho thêm chút nè. Đắp bột là mình nâng niu nha mấy anh chị, nâng niu. Nên là ra khi mà nâng nhẹ nhàng giống vậy thì mình sử dụng liquid chảy để mà mình có thời gian nhiều hơn. Thì khi mà mình sử dụng giống vậy thì mấy anh chị đâu thấy chảy đâu. Lý do tại vì á, mình đã thấm giảm bớt cái lượng nước có ở trong cái cục bột của mình qua cái tờ giấy rồi. Đó, lấy bột lên nè ha. Thì mình thấm cho mấy anh chị thấy nè. Thấm xong mấy anh chị thấy là nó giảm bớt lượng nước có trong cục bột rồi. Xong hết. Thì mấy anh chị để lên cái tay người khách thì nó sẽ giảm bớt cái độ chảy đi ha. Rồi, nếu còn một cái cách nữa là anh chị mà muốn cho nó khô nhanh, nếu mà mình cảm thấy là tất nhiên là mình khi mà mình sử dụng liquid chảy là email thì nó sẽ chảy hơn bình thường không, thì muốn nhanh hơn, anh chị nào mà quen đi nhanh, thao tác nhanh thì mấy chị pha thêm liquid khô nhanh vô để mà mình tăng tốc lên ha, nó phù hợp với tốc độ của mình. Bột rất là dẻo nha mấy anh chị. Lấy lên mình chờ chút xíu là tự động bột nó pigment với clear nó hòa chung với nhau thì tạo nên cái độ dẻo vừa ý mình mong muốn nè. Đó, rồi xong qua bên này. Không, nó đang chảy thì mình khoan vuốt. Đó, mình đi chăm sóc những cái chỗ mà cần thiết cái đó. Xong hết nè ha, hết chảy nè. Bắt đầu mình vuốt. Lúc đó bột này là mình muốn nặng sao nó ra đó. Khi mà cái bột mà nó dẻo giống mình làm bánh vậy đó. Lúc đó thì mình muốn nó đi như thế nào thì nó sẽ đi y chang giống vậy. Chăm sóc lại phần critical. Vuốt bột của mình xuống phần đầu móng. Cắt bột từ trên xuống. Siêu xinh luôn mấy anh chị ha. Rồi, thế là mình đã đắp xong một cái bộ nail rất là nhanh. Cái này là xin làm từ từ đó mấy anh chị. Khi mà mấy anh chị mà làm khách còn nhanh hơn nữa. Đó, và chương trình July 4 sale của mình cũng áp dụng cho store nha mấy anh chị. Đây màu rất cưng. Đây là màu trong collection là Sunset 36 màu ha mấy anh chị. Màu rất là đẹp. Đây. Đó, đắp xong cái là rất là mịn nha mấy anh chị. Bột rất là mịn và rất là mượt luôn. Xong hết thì mình sẽ chạy under móng một cái. Đầu dũa cũng đang sale luôn nha mấy anh chị ơi. Mấy anh chị sử dụng cây BT nè, mình dụ under móng. Đó, đôi lúc mình đắp bột nó bị dính ở phần dưới đó, thì mấy anh chị dùng cái cây này. Đó, mấy ngón này thì mình đi nhanh quá nên là ra chưa có khô đâu. Rồi xong mình sẽ dụ nè ha. Dụ ngay cái chỗ đường nối giữa móng thiệt móng dạ nè mấy anh chị. Đây, đưa cây dụ vô. Tại mình đắp vừa tới mà mấy anh chị, nên thành ra hai bên mà cuticle mình đâu có dài. Đó, dụ hai bên, đừng nối cho nó thẳng trước đã. Xong.
ở dưới nè, 45 độ, bên này cũng vậy. Ngắn thì nó sẽ dụ nhanh và nhanh hơn móng dài, đúng không? Móng ngắn thì nó sẽ dụ nhanh hơn cái móng dài một chút. Đó, đánh mặt móng dứt khoát nè. Tại móng ngắn mà cũng không có dày lắm, nên thành ra mình đánh chút xíu là nó đã thẳng rồi. Cái này mình đi hơi khóc phình thôi, nhẹ nhẹ nha. Không phải là khóc phình lắm, không phải là nhỏ lắm. Đi vừa vừa nè. Đó, thế mình ra một ngón ha. Hai bên nó song song là được. Hello em, hello Thịnh Trần, hello mọi người. Rồi, dụ ngay cái chỗ đường mối nối nè, giữa móng thiệt móng giả đó. Bên này cũng vậy. Nghiêng nè ha. Từ đầu móng đi lên. Rồi, tiếp tục qua bên này, đầu móng đi lên. Đó, xong, đi thẳng. Cái này mình đi hơi narrow nha. Đó, xong, vũ đầu móng. Xong, móng ngắn dễ đi hơn, nhanh hơn, đỡ mất sức hơn. Và mình đắp không có bị mất xếp, thành ra mình sẽ vũ nhanh hơn hai bên. Với lại là mình đắp không có dày lắm, không? Chỗ cần dày thì mình cho dày. Tức là cái chỗ chính giữa đây nó phải dày và hai bên mình cho mỏng thôi. Tại vì hai bên mình cũng phải vũ xếp cho nó ôm vô giống vậy mà. Nên thành ra là mình đâu có cần nó dày, không? Nè, đó mình còn đánh xuống nữa, thành ra là mình cho nó mỏng thôi, ôm vô. Rồi, next one. Không, một bên vũ nhanh không mấy anh chị? Vũ nhanh đúng không? Đắp bột, đắp bột cho nó sạch chút. Giờ chỗ nào cần dày thì mình đắp chỗ dày, chỗ không cần dày cho nó hạn chế lại, chấp đắp vừa đủ. Thì khi mà mình vũa đỡ mất sức rồi xong á, cái bộ nail của mình ra nó dễ hơn, nó nhanh hơn cho mình. Này là xin đi chậm rồi đó. Có nhiều anh chị là thao tác nhanh là mình vũ cái bộ nail xếp nó nhanh hơn nữa. Có nha anh chị, có nha Khang Trang. Set này là mình có nước sơn là 2-in-1 matching nha mấy anh chị. Mình có là 2-in-1 matching luôn. Set này giá rất là good deal nha. 500 cho 36 màu 2-in-1 matching, nhưng mà trong July 4 sale này còn có là 450 thôi.
Nên thành ra anh chị nào mua thì mình tranh thủ hết hết deal là hết sale nha. Mình hết cái ngày sale là mình hết sale cái set này luôn nha mấy anh chị. Nên anh chị nào mua thì trong cái July 4 sale này kết thúc là ngày 5, ngày tháng 7 ngày 5 nha mấy anh chị. Nên khi mà anh chị chốt xong là mình càng sớm càng tốt. Lý do tại vì có một số mặt hàng thì nó sẽ hết rất là nhanh. Là khi mà mình muốn có lại thì nó hết deal rồi. Không, tại vì nó số lượng mua nhiều quá thì nó phải hết thôi. Mà treo vẽ phát theo hôm qua thì xin giới thiệu đó mới về ngay đúng cái đợt sale luôn. Nên thành ra anh chị nào mà muốn có một cái set phát theo vẽ cho nó đẹp thì anh chị mua set đó nha. Cái da 12 màu, giá của nó là 90. Nhưng mà trong July 4 sale này là xin sale còn 81 đồng thôi. Cái máy dụa là good deal từ trước tới giờ, chưa bao giờ có, thì giá 200 ha. Anh chị nào mình xài rồi, giới thiệu bạn bè xài rất là nhiều, thì anh chị là mình có thể mua thêm, hay là mua giới thiệu bạn bè xài cái máy đó. Máy mà Christine hay xài á, hay làm trên live thì mấy anh chị đâu thấy bao giờ ồn đâu đúng không? Và location 1 của mình tại địa chỉ là 7495 Anaconda Garden Road 92841. Với lại location 2 của mình tại CL Nail Supply 9872 Westminster Sushi nha. Có 10% off nha mấy anh chị. Nên thành ra anh chị mình tranh thủ. Và cái ngày sale của mình cũng kết thúc là ngày 5 tháng 7 luôn. Chưa bao giờ sale, năm nay là lần đầu tiên á. Lần đầu tiên của năm. Một năm thì Christina sale đúng 3 lần ha mấy anh chị. Sale đúng 3 lần. July 4, Thanksgiving với lại Christmas nha mấy anh chị ơi. Rồi, xong mình dũa nè. Rồi, xong mình chạy KVT cho cái phần mặt móng của mình nó đều. Chạy KVT nha. Rồi, chạy cho nó đều. Nếu mà anh chị nào mình thấy cái mặt móng của mình còn gồ ghề, mấy anh chị chạy cây này cho em. Set màu vẽ, set màu vẽ mình gồm có là 12 màu. Mình gồm có 12 màu nha mấy anh chị. Gồm có 12 màu. Và set đó là giá của mình là 90. Nhưng mà trong chương trình July 4 sale này vừa về đúng kịp lúc luôn. Còn có 81 đồng thôi nha mấy anh chị. Và anh chị có thể là mua tại store luôn. Hiện tại là có tại store nha mấy anh chị. Thì mình có thể là tới mình pick up luôn. Còn không mấy anh chị ở xa thì mình có thể mua online. Mình gọi vô số phone công ty á, 714-804-9288, 714-804-9688, 714-804-9918, 714-804-9948. Đó. Thì anh chị gọi về công ty để được nhân viên mình tư vấn và hỗ trợ lấy order nha mấy anh chị. Là cái xin ship trên 50 tiểu bang luôn, Hawaii, Alaska và ship cho nước ngoài luôn nha. Còn mấy anh chị mà ở nước ngoài thì mấy anh chị có ở bên Đức thì mấy anh chị có thể liên lạc là Trần Nam nè, Bảo Lộc và chợ Văn Tài nha mấy anh chị. Thì bên đó là có sản phẩm của công ty, ba bạn đó là có sản phẩm của công ty tại bên Đức. Thì mấy anh chị mà Thụy Sĩ hay Hà Lan gần á thì mấy anh chị có thể là mấy bạn đó ship cho mình thì nó sẽ nhanh hơn và nó tiết kiệm được tiền ship hơn. Tại vì khi mà mình ship ra nước ngoài á là bên Christine ship rất là nhanh, chứ không phải là mấy anh chị ship là nó là một tháng mới tới đâu. Không, nên thành ra mấy anh chị mà muốn ship nhanh thì cái giá ship nó hơi cao chút xíu, nhưng mà nó sẽ rất là nhanh tới tay anh chị, là mình có thể xài làm cho khách luôn. Rồi, mình sử dụng cây XF để chạy cái phần critical của mình nha mấy anh chị. Cây này cũng đang sale luôn, cây này là best seller luôn á anh chị. Anh chị nào mà hay cắt da hay là vũ lẹm bột, hay là mình chưa tự tin về set về cái phần critical của mình á, thì mấy anh chị xài cây này giùm em nha. Cây này sẽ hỗ trợ cho mấy anh chị vũ critical rất là sạch luôn, và cho critical của mình rất là mỏng. Thế mấy anh chị thấy không? Đi rất là nhẹ nhàng luôn, chứ mình không có cần là sợ. Tại vì cái cây này khi mà mình đi giống vậy nó sẽ sạch cho mình. Có tác dụng dũa sạch cuticle, không tác dụng dũa mặt móng, không phá bột nha mấy anh chị. Khi mà anh chị mà đi mặt móng mà nó gồ ghề á, thì mấy anh chị sử dụng cây BQ giống như hồi nãy, cây màu trắng á, là xin dùng cho mấy anh chị nè. Mình dùng cái cây đó trước, sau đó mình mới dùng cái cây này để mà đi cái phần cuticle.
giống như gặp tay khách mỏng giống vậy nè. Dụ cũng rất là lo đúng không? Đó, tay khách rất là mỏng nha mấy anh chị. Nhưng mình xài cây này rất là an toàn. Chạy nhẹ phần cuticle nè. Rồi bên này ha, rồi nhẹ vụ nhẹ nhàng nha, từ cái cuticle này góc nè ha, đi sát vô cái phần cuticle góc luôn, tại vì cái đầu của nó nhỏ mấy anh chị đi rất là dễ. Đây đi nè, cây này không mấy anh chị không xài là phí lắm luôn, thật luôn á. Cây này là 10 người xài hết 9 người khen rồi, không 9 người thôi, không dám nói 10 người. À, tính nói 11 người nhưng mà không có 11 người, không 10 người khen gọi là quá hạnh phúc rồi, tuyệt vời. Nhưng mà mình nói chính thôi. Không đi sát vô nè, đi rất là sát cho mình luôn. Rồi qua ngón này. Xong phủi sạch, giờ mình chuyển qua chế độ gọi là nhanh ha mấy anh chị, nhanh nè. Đó xong bên này vũ mặt móng cho nó đều, đó kéo thẳng xuống. Dụa sơ qua cái mặt móng rất là mịn nha mấy anh chị, không đây rất là tinh nè mấy anh chị. Dụa xong cái mặt móng của mình mịn ơi là mịn luôn, tại vì cái cây này á là tác dụng làm mịn, mình đi tới đâu là nó mịn tới đó nè mấy anh chị, không nè thì xin kéo giống vậy nè, bốn chiều luôn mấy anh chị, trái phải trên xuống đều được hết. Và khi mà mình chạy là mình thấy mặt móng của mình nó mịn liền luôn á, khi mà chạy cây này á là tự động mấy anh chị thấy cái mặt móng mình mịn liền luôn. Cây này không có tác dụng phá treo, không có tác dụng phá bộ, nên thành ra anh chị nằm đi dài á mà muốn cây này phá là phá lâu lắm. Và khi mà mình phá vậy á mình thấy nó lụt đúng không, nhưng mà cây này là không có, không hề, xưa giờ là xin không quảng cáo là cây này tác dụng phá bộ. Anh chị nào mà đi gù ghề mặt móng không đều thì mấy anh chị dùng cây khác để mà mình đi, còn cây này tác dụng là mình làm cho cái mặt móng của mình nó mịn đó, mịn thôi. Rồi chạy nè,
Cái chạy này là mình đỡ mất thời gian lắm anh chị. Không, đỡ mất thời gian là mình chạy đi chạy lại nhiều. Đầu dũa nào sử dụng đúng cách, tự nhiên tác dụng phát huy liền. Đó, móng ngắn thì mấy anh chị dùng móng ngắn, dùng cây dũa ngắn nha. Còn Christine mới về cái cây dũa dài nha mấy anh chị, hôm qua giới thiệu rồi. Mấy anh chị thấy không, dài nè. Đó, dài nha. Cho móng dài. Móng ngắn thì móng dài, móng ngắn thì cô xin xài cái này vẫn ba đờ, vẫn bình thường. Anh chị yêu cầu móng cây dài thì cô xin làm custom cái cây dài cho mấy anh chị nè ha. Thì anh chị có thể là mua cây này giờ mới về thôi, nên thành ra là mấy anh chị là mình tranh thủ ha, tại vì về cũng nhiều nhưng mà khách hàng mua cũng nhiều, nên thành ra là anh chị là mình tranh thủ, còn không mình chờ hàng tiếp theo nha, tại vì mới về hôm qua thôi. Mà hôm qua là mình chốt đơn được mấy trăm cây rồi đó mấy anh chị. Nên thành ra mấy anh chị mình tranh thủ nha. Tại vì mấy anh chị mà trong tiệm á, mua không phải là một anh chị mua đâu. Mấy anh chị là giới thiệu nhau xài nhiều lắm. Rồi, dụ đầu, đầu móng nè ha. Khi mà xong hết mình dụ lại cái phần đầu móng. Tại vì hồi nãy mình có chạy under móng á, sợ là khi mà mình chạy vậy á là đầu móng nó bị lẹm hay là bị tròn gì đó. Nên trước khi là mình bóp vờ cho người khách rửa tay là mình chỉnh lại cái phần shape của mình với cái phần đầu móng của mình nha mấy chị. Để cho nó thẳng lại cho mình trước khi là mình đi. Cái này là khơ nhẹ thôi, hôm nay là cô xin đắp rất là khơ nhẹ, có độ khơ nhẹ chứ không có phải là flat. Tùy theo khách em ha, tùy theo khách. Tại vì nếu mà mình đắp flat thì tùy theo khách, có nhiều khách của mình cũng flat lắm luôn á. Móng dài mà không chịu khơ luôn á mấy anh chị, nó hơi khơ khơ nhẹ nè, tròn tròn nè mấy anh chị thấy không? Đó, mình hơi cho tròn tròn nè. Nó không phải flat nha, hôm nay thì mình đắp không có flat nha. Nè, hơi tròn tròn khơ nhẹ thôi, xinh lắm. Đây mấy anh chị, khơ nhẹ nhẹ nè. Khơ cỡ nào cũng được hết á. Chủ yếu là em vẫn cái phần cục bột và mình hiểu được cái đường đi của cái cục bột thôi là được em. Quan trọng là cái phần mà cái cách mà em đi bột á, nó quan trọng lắm. Thường đa số thì mấy anh chị mà tập đắp bột là cô xin cho flat hết, để cho điều khiển cái cục bột, miễn sao cho cái phần mặt móng của mình nó bằng đã. Khi mà được cái đó xong á, tự động là mấy anh chị sẽ đi được cái khơ, không? Đi từ cái dễ trước đã, xong mình mới đi cái khó. Chứ một cái mà mấy anh chị mà đi khó quá thì đôi lúc nó quá sức, không? Mình không có làm được. Đi từ cái gì nó cũng vậy, vận từng bước một đã. Xong rồi đó mình mới đi cái khó. Rồi xong mình đắp, mình bóp phờ nè. Thấy không? Khi mà xong hết rất là đơn giản, bóp phờ nhẹ nhàng rửa tay. Đó em, nếu mà chưa tự tin về cái phần đắp bột như vậy đó thì em xem Critical đắp bột Critical đẹp chưa ha. Rồi nó có hay bị mất xếp không, độ dài nó có đều không. Còn nếu mà chưa được á, thì em nên có thể là em phải tham gia một khóa để mà mình lấy lại cái phần cơ bản đã ha. Nếu mà em gần đây thì em có thể tham gia cái khóa của chị với anh Sang, thầy Sang, qua số phone 7148049818. Xin cùng Sang có mở lớp mỗi tháng tại Garden Road nha mấy chị, từ cơ bản tới nâng cao luôn. Thì tháng 7 này là của xin có một lớp riêng cho cơ bản thôi, một lớp riêng cho nâng cao. Tháng 8 thì của xin mới có lớp từ cơ bản tới nâng cao. Ok, thank you mọi người rất là nhiều nha. Bây giờ mình cho từng người khách rửa tay đã xong, khách quay lại xong mình show cho mấy chị thấy cái bộ nail của mình đắp bột nó xong hết nó như thế nào, rất là nhanh mà nó sạch sẽ nữa nha mấy chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ồ, ở bên Đức đúng không? Em ở bên Đức em kiếm Trần Nam đi, thầy Trần Nam nè. Thầy Trần Nam em chịu khó đi, qua bên đó học một khóa nha. Rồi, xong hết nè mấy anh chị. Nail xinh không? Rất là xinh nha mấy anh chị ơi. Rồi, cô xin thank you mọi người rất là nhiều nha. Và hẹn gặp anh chị trong những cái live tiếp theo của mình. Cô xin sẽ quay trở lại sớm. Còn bây giờ là mình sẽ thực hiện một cái bộ nail design rất cute cho người khách của mình luôn. Thank you mọi người rất là nhiều nha. Và cái màu mình sử dụng là màu số 14 trong collection là Sunset. Nên thành ra là anh chị có thể là tham khảo thêm website của mình hoặc gọi vô nhân viên để được tư vấn và hỗ trợ qua số phone 714-804-9918, 714-804-9948, 714-804-9288 và 714-804-9688 nha. Những số phone chỉ different là 4 số cuối thôi mấy anh chị, còn ngoài ra là 714-804 hết. Để cho anh chị là mình dễ nhớ nha, mình gọi cho bất kỳ số phone nào của công ty đều được hết. Thank you mọi người rất là nhiều và chương trình sale của mình kết thúc là ngày 5 tháng 7. Thank you mọi người. Bye bye và hẹn gặp lại nha.